Ok, xin chào tất cả các bạn. Các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 của mình. Từ khi ra mắt đến nay thì Exciter ấy luôn chứng tỏ được vị thế trong phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam chúng ta. Cho dù người đàn em là Exciter 1.5 ấy có được lột xác hoàn toàn nhé, từ phần thiết kế, trang thiết bị tiện ích đến cả động cơ, thì Exciter 150 vẫn được anh em biker yêu thích rất nhiều. Vậy điều gì khiến cho chiếc xe này có sức đến như vậy thì ở video ngày hôm nay, thông qua phiên bản cũ 150 ở đây, một phiên bản rất ok, rất đẹp các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Đây là phiên bản Exciter 150 của năm 2021 nhưng được lên cho nó một bộ tem của những phiên bản giới hạn Limited Edition của năm 2018. Mình có thể quay cận cảnh ở đây. Các bạn nào quan tâm có thể tham khảo thông qua video các bạn nha. Mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m đối diện với siêu thị Châu Tuấn. Một phiên bản màu sắc cực kỳ ok và ấn tượng. Rất nhiều bạn đã tham khảo, đã xem qua video của mình, cũng đã biết qua tới cái phiên bản này rồi. Và thành công của Exciter 150 thì bắt nguồn từ việc đánh vào đúng cái nhu cầu của giới trẻ là một chiếc xe năng động. Động cơ thì khỏe khoắn này, côn tay. Trong suốt 6 năm có mặt tại thị trường, bắt đầu từ phiên bản Exciter 150 từ năm 2015 đến nay các bạn nha, Exciter đã nhận được không ít nhé những cái sự cạnh tranh từ các mẫu xe khác, kể cả trong nước và ngoài nước. Điển hình là các đối thủ đến từ Nhật Bản như là Honda, Suzuki. Nhưng Yamaha vẫn khẳng định vị trí đáng gờm của mình trong dòng xe côn tay 150 khối hiện nay. Đầu tiên thì mình có thể nói đến các bạn ấy ở phần thiết kế thể thao mạnh mẽ. Hiện tại thì cái phiên bản các bạn đang theo dõi là phiên bản 150. Exciter đã sở hữu một kiểu dáng thiết kế rất là khỏe khoắn nam tính này. Từ phần đầu xe, thân xe đến đuôi xe đều toát lên một vẻ thể thao phong cách các bạn có thể theo dõi trên màn hình, tạo ra một cảm giác rất hầm hố. Nó phù hợp với vóc dáng người Việt Nam chúng ta từ phần thiết kế đến kích thước của xe các bạn nhé. Và khối động cơ của nó cũng là đủ dùng, mình nghĩ là như vậy. Ở thời điểm hiện tại thì cái phiên bản 150 này vẫn đang được bán song song với cái phiên bản là 155 vừa ra mắt vừa rồi. Phiên bản mới thì nó được nâng cấp động cơ lên một chút, trang bị thêm van biến thiên VVA. Tuy nhiên là phiên bản cũ không có, nhưng cái mẫu xe Exciter này theo như mình cảm nhận được, đánh giá thì quá trình vận hành của nó chỉ là những cái vận hành bình thường này, trên những khu đô thị bình thường mà thôi. Thì các bạn sử dụng, lựa chọn phiên bản 150 này là hoàn toàn phù hợp các bạn nha. Còn đi tour, đi phượt thì mình nghĩ các bạn nên cân nhắc khi lựa chọn. Vẫn đi được nhưng nó sẽ nóng máy, mình vẫn luôn nói với các bạn như vậy. Còn phiên bản 155 ấy, nó sẽ chỉ phù hợp cho những các bạn đi trong những cung đường đua thôi. Đấy, các bạn có thể lưu ý. Đây, phần đầu xe đây, kiểu dáng thiết kế rất là thanh thoát các bạn nha. Lúc đầu mới ra mắt cái phiên bản mà có cái phần đèn pha chia làm 3 khuôn như này, so với một cái đèn pha liền khối luôn, thì nhiều bạn đưa ra ý kiến trái chiều. Tuy nhiên ấy, thông qua quá trình trải nghiệm thì nhiều bạn đánh giá khá cao với cái phần mặt đèn pha như thế này các bạn nhé. Đây tiếp tục là một phiên bản màu sắc giới hạn nữa của năm 2021, phiên bản màu xanh rêu, xanh nhám đàng hoàng luôn. Với những họa tiết tem xe được làm bằng màu xanh nõn chuối, đem đến một cảm giác nó tương phản, phối màu rất đẹp và ok. Đây các bạn có thể theo dõi chi tiết. Một màu sắc cũng rất đẹp, mình muốn quay ra đây để các bạn có thể tham khảo. Hiện nay hàng của mẫu xe này vẫn còn rất nhiều các bạn nha. Vẫn còn rất nhiều nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Như mình đã nói ở phần trước rồi, kích thước nó phù hợp ấy, vì chiều cao yên nhá của xe rất là lý tưởng, tạo cho chúng ta một cái tư thế lái vừa thể thao vừa thoải mái. Ưu điểm giúp cho Exciter ấy, linh hoạt dễ dàng hơn, dễ luồn lách qua những con phố này, kể cả những cung đường dài như mình cũng nói các bạn rồi, vẫn có thể đi được. Tuy nhiên ấy, với khối động cơ SOHC ấy, nó hơi nóng máy một chút nên các bạn có thể lưu ý cân nhắc khi lựa chọn thêm. Sử dụng cặp lốp này của xe là vẫn là IRC cho cái phiên bản các bạn đang theo dõi các bạn nhé. Đấy, về tổng thể thiết kế là khá là ok rồi, đậm chất thể thao được thừa hưởng thiết kế từ rất nhiều những người đàn anh khác để nâng lên ấy, cho một mẫu xe cỡ nhỏ ở phân khúc 150 khối hiện nay. Thêm vào đó nữa là tính năng hiện đại, dù là một mẫu xe Underborn 150 phân khối nhưng Exciter được Yamaha trang bị khá nhiều những cái tính năng. Hiện nay một số mẫu xe trong cùng phân khúc vẫn chưa có các bạn nhé, đặc biệt điển hình là Honda WinX, ví dụ như là nút tắt bật động cơ này. Rồi một số những cái phần như mặt đồng hồ full LCD thì hiện nay đều có cả rồi. Nhưng ấy, có cái phần tìm xe trong bãi đỗ trong phạm vi 20m là hiện nay một số mẫu xe là chưa có. Các bạn đều phải có thể gắn thêm độ thêm thôi. Riêng Exciter nó đã có từ những phiên bản 150 này rồi. Đây các bạn có thể lưu ý cho mình. Phần phía đuôi xe đây mình đánh giá rất cao, nó rất đẹp. Kể cả nó đẹp hơn cả cái phiên bản Exciter 155 vừa ra mắt vừa rồi các bạn nha.
kiểu dáng này các bạn về các bạn có thể thay cái giày chắn bùn đi bằng những cái loại của những cái hãng xe phía khác ấy, để tùy theo sở thích của mọi người mà thôi. Nó vẫn đẹp, vẫn phong cách, đủ dùng cho một mẫu xe Underborn ở phân khúc 150 phân khối. Hiện nay thì về phần giá bán ấy, mình có thể cung cấp thêm gửi đến các bạn. Exciter ấy là một cái mẫu xe mà có giá bán ổn định nhất. Nó chỉ ngang bằng với giá bán đề xuất của hãng nếu xuống thấp nhất các bạn nhé. Còn không ấy, đều bị đẩy lên cao khoảng tầm từ 1 đến 2 triệu đồng. Thậm chí có những thời điểm lên tới khoảng tầm từ 4 đến 5 triệu cơ. Hiện nay giá bán của phiên bản Exciter 150 vẫn đang được duy trì với mức giá dao động trong khoảng tầm từ 45 đến 47 triệu. Các bạn có thể lưu ý cho mình. Các cái phiên bản mới ra mắt năm 2021 với những màu sắc đặc trưng như cái phiên bản các bạn đang theo dõi này, hoặc một số các cái màu sắc khác như là Manta Energy hay là những phiên bản được đại lý độ lên bằng những bộ tem của năm 2018 mà ở phần đầu video mình đã cung cấp gửi đến các bạn ấy, thì sẽ có giá vào khoảng tầm 47 triệu. Các bạn có thể lưu ý cho mình. Và tiếp theo thì mình sẽ quay gửi thêm đến các bạn phiên bản Manta Energy, các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Hiện nay mẫu xe này vẫn đang còn các bạn nha. Một mẫu xe cũng rất là đẹp, với những họa tiết tem xe của đội đua của Yamaha, các bạn có thể lưu ý. Với mẫu xe này thì được trang bị khối động cơ là SOHC 4 van 4 thì làm mát bằng dung dịch, cho ra mô men xoắn vào khoảng tầm 13,8 Nm. Kết hợp với đó là đưa ra cái phần công suất vào khoảng tầm 15,4 mã lực, cũng khá là ok. Với cái dung tích xi lanh 150 khối này cho phép xe hoạt động tốt ở chế độ chạy chế độ thấp các bạn nhé. Một số các chi tiết như là tay côn, bộ lồi, hộp số ấy đều hoạt động cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Mình đánh giá rất cao ở cái phần chuyển số của mẫu xe Exciter. Kể cả phiên bản 150 và một phiên bản 155. Hiện nay một số các phiên bản như là của Honda, ví dụ như là Honda Winner X ấy, hay một số các mẫu xe côn tay của Honda ấy, thì việc chuyển số nó có hơi cứng một chút. Mình đã từng trải nghiệm, đã từng đi rồi, mình đã biết được nên có thể chia sẻ với các bạn như vậy. Khung sườn của xe thì cực kỳ là chắc chắn rồi. Hiện nay thì cái phần mình vẫn chưa đánh giá cao lắm trên cái mẫu xe này ấy, chính là Yamaha chưa trang bị cho nó cái phần hệ thống phanh chống bó cứng ABS, một cái điều mà yếu tố an toàn rất là cao. Nhiều bạn thì bảo là không cần, nhưng mình nghĩ cái gì an toàn vẫn là trên hết cả. Thêm vào đó nữa thì nó sẽ trang bị thêm một số những cái nội dung cho xe, ví dụ như cặp phuộc phía trước được làm chắc chắn hơn, hay cặp phuộc phía sau được làm tạo ra cái độ nhún ấy, cũng như là bảo đảm cái yếu tố là êm ái hơn khi các bạn di chuyển lên những đường vỉa hè này hay những đoạn đường sóc. Thì hiện nay Exciter này có cái phần giảm sóc phía trước là hơi có tiếng cục các bạn nhé. Rất nhiều anh em phản ánh cái điều này rồi. Thì mình vẫn nghĩ ở phiên bản mới nó cũng đã được tăng kích thước của nó lên khoảng tầm 15mm. Tăng cái hình hành trình của phuộc nhé, ở phiên bản 155. Tuy nhiên ấy, vẫn còn gì đó những cái hiện tượng cục trên mẫu xe Exciter. Tăng ti phuộc lên mình nghĩ sẽ là ok hơn rất nhiều. Đấy, mình có thể đưa ra cho các bạn như vậy. Có thể tổng kết một điều thì phiên bản Exciter này vẫn là một phiên bản như mình đã nói rồi, được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm ở thời điểm hiện tại và luôn là một chiếc xe có sức hút, kể cả khi người đàn em Exciter 150 vừa ra mắt nhé, thì mẫu xe này vẫn cực kỳ là ok. Đó là một số thông tin mình chia sẻ với các bạn thông qua video ngày hôm nay. Các bạn đã theo dõi video này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Tô Đăm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.